Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Mời quý vị cùng đến với những phân tích tình hình chính trị, kinh tế thế giới, cập nhật tin tức quốc tế, quân sự, an ninh thế giới mới nhất 24 giờ cùng với kênh Tin Tức Việt. Sau đây sẽ là mục điểm tin. Mỹ báo tin xấu dài hạn cho Kiev. Các ngoại trưởng EU đến trấn an Ukraine sau khi Mỹ tạm dừng viện trợ. Ukraine phản công đã 4 tháng, xe tăng Abram của Mỹ mới tới nơi. Mỹ báo tin xấu dài hạn cho Kiev. Kiểm soát viên Lầu Năm Góc Michael Marcos mới đây cho biết Mỹ đã hoàn toàn cạn kiệt nguồn tài trợ dài hạn cho Ukraine. Theo hãng thông tấn AP, trong lá thư gửi cho các nhà lãnh đạo quốc hội, kiểm soát viên Lầu Năm Góc Michael Marcos đang cảnh báo rằng quốc hội sắp hết tiền để thay thế vũ khí mà Mỹ đã gửi đến Kiev và buộc phải giảm tốc độ tiếp tế cho quân đội. Được biết, quốc hội đang ngăn chặn việc chính phủ đóng cửa bằng cách thông qua dự luật tài trợ ngắn hạn vào cuối tuần, nhưng biện pháp này đã loại bỏ mọi hỗ trợ dành cho Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga. Kiểm soát viên Lầu Năm Góc Michael Marcos nói với các lãnh đạo Hạ viện và Thượng viện rằng 1,6 tỷ đô la còn lại trong số 25,9 tỷ đô la mà Trung Quốc cung cấp để bổ sung cho kho quân sự của Mỹ đang chảy sang Ukraine. Các loại vũ khí này bao gồm hàng triệu viên đạn pháo, tên lửa và tên lửa quan trọng đối với các cuộc phản công của Ukraine nhằm lấy lại lãnh thổ mà Nga đã giành được trong cuộc chiến. Ngoài ra, Mỹ còn khoảng 5,4 tỷ đô la để cung cấp vũ khí và thiết bị từ kho dự trữ của mình. Mỹ có thể đã cạn nguồn tài trợ đó nếu Lầu Năm Góc không nhận ra vào đầu năm nay rằng họ đã định giá quá cao số thiết bị mà họ đã gửi đi, giải phóng khoảng 6,2 tỷ đô la. Một số trong đó đã được gửi trong những tháng gần đây. Marcos cho biết Mỹ đã hoàn toàn cạn kiệt nguồn tài trợ dài hạn cho Kiev thông qua sáng kiến hỗ trợ an ninh Ukraine, vốn cung cấp tiền để ký hợp đồng mua vũ khí trong tương lai. Chúng ta đã buộc phải giảm tốc độ bổ sung lực lượng của mình để phòng ngừa một tương lai nguồn tài trợ không chắc chắn. Việc không bổ sung kịp thời các nghĩa vụ quân sự của chúng ta có thể gây tổn hại đến khả năng sẵn sàng của quân đội chúng ta, Marcos viết trong thư. Ông nói thêm rằng, nếu không có nguồn tài trợ bổ sung hiện nay, Mỹ sẽ phải trì hoãn hoặc cắt giảm vũ khí phòng không, đạn dược, máy bay không người lái, cũng như các thiết bị phá hủy và vi phạm vốn quan trọng và cấp bách hiện nay, khi Nga chuẩn bị tiến hành một cuộc tấn công mùa đông. Tổng thống Joe Biden hôm 1 tháng 10 cho biết, mặc dù viện trợ vẫn tiếp tục được cung cấp, nhưng thời gian không còn nhiều. Trong bất kỳ trường hợp nào, chúng tôi không thể cho phép sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Ukraine bị gián đoạn. Chúng ta có thời gian nhưng không còn nhiều và có một cảm giác vô cùng cấp bách, lãnh đạo Nhà Trắng nói. Mark Kassian, cố vấn cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế cho biết, nếu viện trợ không tiếp tục được cung cấp, sự phản kháng của Ukraine sẽ bắt đầu suy yếu. Dự luật tài trợ ngắn hạn được Quốc hội thông qua chỉ kéo dài đến giữa tháng 11. Và Marcos cho biết sẽ quá rủi ro nếu Bộ Quốc phòng chuyển tiền từ dự luật tài trợ tạm thời đó để chi trả thêm viện trợ cho Ukraine. Nhiều nhà lập pháp thừa nhận rằng việc giành được sự chấp thuận cho sự hỗ trợ của Ukraine tại Quốc hội đang ngày càng khó khăn hơn khi chiến tranh tiếp tục diễn ra và sự phản đối viện trợ từ phe cực hữu của Đảng Cộng Hòa đang có động lực. Các ngoại trưởng EU đến trấn an Ukraine sau khi Mỹ tạm dừng viện trợ. Các ngoại trưởng trong khối Liên minh châu Âu EU đã tề tựu tại Kiev vào thứ Hai ngày 2 tháng 10 nhằm thể hiện sự ủng hộ cho họ sau khi Quốc hội Mỹ đã tạm dừng viện trợ cho Ukraine và việc Slovakia vừa có tân thủ tướng ủng hộ Nga. Ukraine và cả Liên minh phương Tây đều đang bày tỏ sự lo lắng sau khi cuộc bỏ phiếu ở Quốc hội Mỹ đã loại viện trợ của Ukraine khỏi dự luật ngân sách chi tiêu tạm thời nhằm ngăn chặn việc chính phủ Mỹ đóng cửa. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nói với các phóng viên khi chào đón người đứng đầu chính sách đối ngoại Josep Borrell của EU. Chúng tôi không cảm thấy rằng sự hỗ trợ của Mỹ đã bị phá vỡ, bởi vì Mỹ hiểu rằng những gì đang bị đe dọa ở Ukraine lớn hơn nhiều so với chỉ Ukraine. Việc chiến thắng bầu cử của cựu thủ tướng Slovakia ủng hộ Nga Robert Fico, Kuleba cho biết còn quá sớm để đánh giá tác động đối với chính trị ở đó, đồng thời lưu ý rằng một nhà lãnh đạo mới vẫn sẽ phải thành lập liên minh. Slovakia, một quốc gia NATO có biên giới nhỏ với Ukraine, đã tiếp nhận người tị nạn Ukraine. Dưới thời chính quyền sắp mãn nhiệm, nước này đã cung cấp nguồn cung cấp vũ khí lớn cho Ukraine, đặc biệt là một trong những quốc gia đầu tiên viện trợ máy bay chiến đấu. Cuộc họp hôm thứ Hai ở Kiev cũng được ông Borrell đánh giá, diễn ra vào thời điểm khó xử đối với phương Tây. Mùa hè đang kết thúc và cuộc phản công của quân đội Ukraine đã không được thành công như các đồng minh mong đợi. Sắp tới, bùn mùa thu và tuyết mùa đông sẽ còn cản bước cuộc phản công của Ukraine. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói với các ngoại trưởng EU, tôi chắc chắn rằng Ukraine có khả năng giành chiến thắng trong cuộc xung đột này. Nhưng chiến thắng của chúng tôi phụ thuộc trực tiếp vào sự hợp tác của chúng tôi với các ngài. Ông Borrell nói trong một cuộc họp báo với ông Kuleba rằng
EU vẫn thống nhất ủng hộ Ukraine và ông đã đề xuất gói chi tiêu của EU cho Kiev lên tới 5 tỷ euro, tương đương 5,25 tỷ đô la cho năm 2024. Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock còn kêu gọi viện trợ thêm cho Ukraine trong mùa đông sắp tới, gồm khả năng phòng không và nguồn cung cấp năng lượng. Trong khi đó, Nga coi cuộc bỏ phiếu về ngân sách chi tiêu gần đây tại Quốc hội ở Mỹ là dấu hiệu của sự chia rẽ ngày càng gia tăng ở phương Tây. Tuy nhiên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết việc dừng viện trợ cho Ukraine là một hiện tượng tạm thời. Mỹ sẽ tiếp tục tham gia vào cuộc xung đột này, trên thực tế là tham gia trực tiếp. Nhưng chúng tôi đã nhiều lần nói trước đó rằng, theo dự báo của chúng tôi, sự mệt mỏi về cuộc xung đột này, sự mệt mỏi vì tài trợ hoàn toàn vô lý cho chế độ Kiev sẽ gia tăng ở nhiều quốc gia khác nhau, bao gồm cả Mỹ. Ông đánh giá thêm, chính quyền của Tổng thống Joe Biden cho biết họ hy vọng Hạ viện Mỹ sẽ thông qua một ngân sách riêng để duy trì nguồn viện trợ cho Ukraine trong một cuộc bỏ phiếu khác tới đây. Ukraine phản công đã 4 tháng, xe tăng Abrams của Mỹ mới tới nơi. Những chiếc M1 Abrams đầu tiên của Mỹ đã đến Ukraine, nhưng liệu chúng có thể tham chiến nhanh đến mức nào và sẽ có tác động ra sao trên chiến trường đang ngày một thay đổi? Xe tăng tiên tiến do phương Tây sản xuất và các loại xe bọc thép khác đã trở thành tâm điểm trong các cuộc giao tranh giữa các nhà lãnh đạo quân sự Ukraine và đối tác của họ tại Lầu Năm Góc. Sau khi làm theo lối đánh do Mỹ đề xuất và gặp phải tổn thất lớn hơn trước các bãi mìn và đòn tập kích trên không của Nga, giới lãnh đạo quân sự Ukraine đã chuyển sang lối đánh chậm rãi, từ đó vấp phải sự chỉ trích từ một số nhà quan sát phương Tây. Tuy nhiên, Abrams, một trong những loại xe tăng hiện đại nhất thế giới, có một số lợi thế kỹ thuật có thể giúp chúng trở nên hữu ích hơn đối với Ukraine so với các loại xe tăng phương Tây khác. Sự xuất hiện của M1 Abrams cũng là cú hích tinh thần cho các lực lượng Ukraine. Abrams đã ở Ukraine và đang chuẩn bị tăng viện cho các lữ đoàn của chúng tôi. Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 25 tháng 9 viết trên Telegram, chúng tôi đang tiến về phía trước. Ukraine gần đây tuyên bố đã chọc thủng tuyến phòng thủ chính của Nga bằng xe bọc thép và đang nỗ lực mở rộng lỗ hổng này. Nhưng cho đến nay, trục chính của cuộc phản công ở khu vực phía nam Zaporizhia vẫn chưa tạo được đột phá có thể đe dọa cắt đứt hành lang đất liền nối Nga với Crimea. Khó tạo thay đổi đáng kể. Sự xuất hiện của xe tăng Mỹ rất được hoan nghênh, nhưng các quan chức Ukraine thừa nhận rằng tại thời điểm cuộc phản công đã diễn ra được 4 tháng, những phương tiện này khó có thể làm thay đổi đáng kể tình hình chiến trường. Quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ cũng đã nhiều lần cảnh báo rằng không một hệ thống vũ khí đơn lẻ nào có thể thay đổi cục diện cuộc xung đột. Khi những cơn mưa mùa thu đang đến gần, mặt đất sẽ sớm trở nên lầy lội, khiến xe bọc thép sẽ gặp khó khăn hơn khi di chuyển qua cánh đồng. Ngoài ra, những tháng đầu tiên của cuộc phản công, Ukraine tiến lên với xe tăng Leopard 2 của Đức và xe chở quân vũ trang của Mỹ. Những phương tiện này đã trở thành mục tiêu hàng đầu của Nga. Chúng thường bị máy bay không người lái nhanh chóng phát hiện, bị pháo binh và trực thăng Nga nhắm đến. Thiếu tướng Kirill Budanov, lãnh đạo cơ quan tình báo quân sự HUR của Ukraine, gần đây cho biết các bãi mìn là trở ngại rất lớn cho các phương tiện có bánh xích như xe tăng. Ngay cả thiệt hại nhẹ cũng có thể vô hiệu hóa bánh xích, khiến phương tiện mắc kẹt và chặn đường tiến lên. Ông Budanov nói, những chiếc xe bọc thép hạng nặng hiện chủ yếu được sử dụng để vận chuyển binh lính và ít tham chiến. Chúng nên được sử dụng theo cách phù hợp cho các hoạt động rất cụ thể và được chuẩn bị kỹ lưỡng, bởi vì nếu được sử dụng ở tiền tuyến và chỉ trong chiến dịch hiệp đồng tác chiến, chúng sẽ không tồn tại được lâu trên chiến trường, ông Budanov nói về xe tăng Abrams. Ben Barry, cựu chỉ huy xe tăng người Anh, hiện là chuyên gia về tác chiến trên bộ của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế ISIS ở London cho biết, xe tăng Abrams sẽ tạo ra một số tác động và mang lại nhiều lợi thế, đặc biệt là so với xe tăng Leopard 1 cũ mà Ukraine từng nhận được. Nhưng ông Barry nói thêm, phía Ukraine cũng sẽ gặp thách thức lớn hơn trong công tác bảo dưỡng và sửa chữa. Những chiếc Abrams có khả năng tăng tốc phi thường so với các loại xe tăng khác. Điều này làm giảm khả năng chúng bị bắn trúng, ông Barry nói. Tuy nhiên, Ukraine cần cẩn trọng khi sử dụng xe tăng Abrams và các lực lượng trên bộ sẽ cần có khả năng chống lại UAV của đối phương và sử dụng UAV của chính họ ở cấp chiến thuật rất thấp, ngay ở cấp đại đội và trung đội, theo ông Barry. Mỹ đã cam kết vào tháng 1 sẽ gửi 31 xe tăng Abrams sau nhiều tháng từ chối. Đồng thời, các đồng minh châu Âu cam kết gửi xe tăng Leopard 2 của Đức cho Ukraine. Quân đội Ukraine đã được huấn luyện lái xe tăng Abrams kể từ mùa xuân, trong khi xe tăng Leopard đã có mặt trên chiến trường trong nhiều tháng qua. Mỹ cũng đã chấp thuận việc chuyển giao máy bay chiến đấu phản lực F-16 cho Ukraine, một trong những yêu cầu từ lâu của Ukraine. Tuy nhiên, các máy bay phản lực sẽ không xuất hiện trên bầu trời Ukraine cho đến mùa đông. Vào tuần trước, ông Biden nói với ông Zelensky rằng Mỹ sẽ gửi một số lượng nhỏ tên lửa ATACMS phóng từ mặt đất cho Ukraine.
Khi được hỏi về sự xuất hiện của xe tăng Abrams và tên lửa ATACMS, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, lực lượng vũ trang Nga đã liên tục thích nghi với việc sử dụng các loại vũ khí mới trong chiến dịch quân sự đặc biệt SVO của Ukraine. Tất cả điều này không thể ảnh hưởng đến bản chất của SVO và kết quả của nó. Không có thuốc chữa bách bệnh và không có loại vũ khí nào có thể thay đổi cán cân quyền lực trên chiến trường, ông nói. Bản tin thời sự quốc tế đã tạm khép lại tại đây. Quý vị cũng đừng quên chúng tôi vẫn luôn cập nhật liên tục tin tức mới trong suốt 24 giờ. Hãy bấm đăng ký kênh và bật biểu tượng hình chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!